xin chào mọi người ha. Hôm nay tiếp tục với Subnautica. Và bây giờ chúng ta hôm nay sẽ có cái nhạc nghe cho nó vui. Chứ game này chơi một mình nó deep quá. Hôm nay mình sẽ trở về đất liền. Chơi một mình sợ quá các bạn ơi. Nhảy xuống nào. Yay. Quá phê. Mình thấy con quái vật ở dưới biển kìa. Thôi đi đường khác. Nó dưới kìa, nó kìa kìa. Ôi thôi. Ok, anh đi đường khác vậy. Máy công cụ di động. Vậy thôi. Bản đồ lúc nào quên rồi. Game này có bản đồ không nha? Hình như game này không có bản đồ. Qua đi về. Thôi ghê quá. Thôi. Game này làm quái cái bản đồ. Quên, mình lại quên mất. Nó chỉ có kiểu như là cái gọi là cái định vị, cái là bàn. Và nó cách cái nhà mình tầm ngàn mấy mét luôn. Vòng qua đi chứ mình đi đường kia mình khá là sợ còn còn quái vật biển. Wow, ở đây có con gì này? Con này con mực độc phóng ta, con này bị nhiễm phóng xạ sao? Quét coi nè. Không được à? Ok. Cái này cũng có pin á. Cái tèo cái máy này cũng có pin nữa nhỉ. Cái đèn pin này mình sạc pin vô, mình biết cách sạc rồi, nhấn nút R là sạc pin. Sạc 0%. Sạc 2%. Trời, có vụ này nữa hả? Cho nó hết pin luôn đi. Bắt con cá này. Ơi, xong bắt rồi vậy. Rồi, hết pin rồi đó. Rồi, để mình sạc pin luôn. Đấy, pin lại đây. Ê, mẹ ơi, sao lại pin đây? Ui mẹ ơi, bên đây luôn. Mày hù tao. Chết chưa. Tao quấn cho mày chết. Lần đầu tiên giết được con cá. Chết chưa ta? Châu hả? Hình như ngõm rồi, ngõm của tội rồi. Cá rình. Này thì cá rình mỏm. Mày thì cá rình. Cá rình. Này cá rình. Mỏm dài. Mỏm dài này. Bắt mày tao nướng luôn. Hổn. Có giấy đạch là thế nào nhỉ? Phê đúng không? Thích cần phê đúng không? Tao quét mày luôn. Nằm im coi, tao quét coi nào. Cá rình mỏm dài. Ghê đấy. Im không? Vậy được rồi, dù sao cũng thịt được nó rồi. Còn con bự bự ngoài kia là mình cảm thấy hơi sợ á. Mà sao mà làm thịt được nó ta? Thôi mày chạy đạch nó đi, kệ mày đi, tao đi về đây. Ok, chúng ta tiếp tục chặn đường thôi. Đi đây. Titanium à, bỏ.
Ồ, kia cá bự kìa. Thôi không có xuống đây được tụi đồ đâu. Đi về các bạn ơi, tiếp tục lại đi về. Ok, trở về thôi. Trời ơi, mình mới bị con cá nó dí các bạn ơi. Ghê quá, ghê quá. Nên trở về nhà. Mình mới gặp con khỉ nó dí mình, ghê quá. Ôi ôi, kinh lắm. Trở về nhà đi, về nhà an toàn nhất thôi. Mình mới thấy được cảm giác bình yên lại khu vực này. Cảm thấy sợ hãi. Chặt một ít cái này vậy là bình nước đó nè. Ok, ba cái đám muối đâu nhờ, hai cái rồi. Ok, vậy thôi, sợ quá. Đi qua cái khu vực kia làm cái gì, ghê thiệt cơ chứ. Bắt ít con cá về ăn rồi nè. Bên này cá nhiều ta, mình đem mấy cái bẫy trọng lực qua đây là ngon rồi. Á trời, đây là bẫy trọng lực của mình đây rồi. Thu hoạch bớt cá coi. Cái gì vậy không bắt được. Cầm máy nó khó bắt quá. Ủa, túi đầy, túi đầy. Ok, ok. Ok, túi đầy rồi, về thôi. Ok, trở về nhà. Ôi, sau một chuyến đi dài thầm lặng, ta trở về nhà. Đi qua khu bên kia đúng sợ luôn. Trước tiên phải ăn cái gì đó trước đã. Mình làm nước, làm chất khử trùng. Chất khử trùng 2 bình. Nước. Ok, ăn cá muối vô nè. Thôi cá muối đâu được. Thôi nướng con cá vòng lục nữa coi. Thôi để nướng hết luôn. Ăn cho đã nào. Cá rất là nhiều. Quá trời cá luôn. Ăn cho đã. Ăn xong chúng ta lại đi kiếm mảnh ghép cuộc đời. Pẹp, pẹp, nò luôn. Nước còn 2 bình. Đây, để chế con cái rương coi. Titanium 4, ok, Titanium thì dễ rồi. Cái này là gì ta? Ê, ê. Này là cái gì vậy ta? Ơ, với là cái máy chế tạo, còn cái này nữa này. Không đặt được ha. Cái này đặt dưới nước à, mình cái này đường ống dẫn nước hay sao á. Để mình chế tạo ít cái đồ coi. Thì tính đâm lẻ ít chứ. Có tin đâm không? Ok, cái này qua này. Chế ít cái rương các bạn. Đấy. Lưu. Đặt ở đâu giờ? Thôi xuống cái khu chứa đồ cho rồi đi.
Hình như đặt ở trên bờ được mà. Anh này. Mở thùng đồ, đấy. Mấy cái này là mấy cái gì bỏ đây hết. Ít máu, cất vô máu bớt đi. Cái miếng quét kia là gì, sao mình xài được ta? À, chuột phải đã dùng luôn, ấy chết cha, chuột cá rồi. Đâu rồi, cục nó đâu rồi? Rồi xong rồi, xong rồi. Đây là có cục à. Cái này nó nâng cấp tốc độ quét của phòng quét. Chà rồi. Máy quét đây hả? Sao không dùng được ta? Chết rồi. Mình dùng đâu mất tiêu cái cục kia rồi ta. Tiêu rồi. Cỏ xanh nè, quét luôn nè. Tự nhiên không không có đứng lên dục cha nó xuống dưới nước biết đầu mò. Cất ít đồ vô nè. Còn mấy cái này vô đây đi vậy. Vàng đồ mình để ở đây bớt đi. Mình nghĩ mình làm thêm nhiều cái rương á, mình chứa đồ cho đã. Làm gì mà tiết kiệm vậy? Nè, làm hai cái rương nữa, cất đồ cho đã. Tồn thì mới sướng. Đấy, mấy cái này làm dễ, mình cứ làm nhiều nhiều lên. Trời, từ cái cục đá mà ra được cái này luôn cũng không phải dạng vừa đâu. Thôi rồi, được đồ đâu, để vào đây. Cái chất cha lại dục nữa. Ồ, đã phải. Mở thùng đồ. Để cục binh 0% vô. Bên này sạc sao ta? Đấy. Dục đồ ra. Ok liền. Rồi, vô làm chế mấy bình nước lại nào. Ok. Nước. Full nước. Đấy. Chip máy tính. Chip giao diện phòng quét. Dầu mỡ. Cá đuôi hổ. Thôi đi full thức ăn rồi. Đó, mấy cái đồ nè lượm ra. Giờ lượm thoải mái về cất ở nhà luôn. Ủa mình dục biết cái này. Đấy, giờ rương nhiều rồi, mình cứ lựa mình bỏ vô rương thôi. Vô nghe radio đó. Đấy, cất này vô. Vô nghe radio coi nè. Phát tin nhắn. How many of you I did now? Tôi không biết. Bên nào rotate to your location, we go and bring your home, mang mình về nhà. Ghê vậy. Còn gì nữa không? Bạn có thể nói gì nữa không? Đây là thời gian duy nhất. Đám bự mà nhỏ. Ồ, tệ hại thật. Nhưng đó không phải là tất cả. Bây giờ đi đâu nữa? Chưa phát tín hiệu của cái radio tiếp theo để mình đi.
Thì mình phải tiếp tục sinh tồn thôi chứ sao giờ. Con cá kia, lên đây. Tao chạy này. Tao chạy. Không kịp đâu cô. Mày tưởng mày dễ ăn anh lắm. Không có đồ lưu quỳnh vậy luôn hả? Bà thím mày, tao chặt luôn cái ổ của mày luôn. Ơi chặt được luôn à. Chết rồi, mình chặt mất ổ đó rồi. Ôi lượm luôn. Tham quan tiếp thôi, ban ngày rồi. Đấy, đi. Ê, để mình coi mình học được những gì rồi nè. Ngày 14 lóc bản vẽ. Ôi cái này coi mày đó, có thiết bị nè, nó nâng cấp được cái gì rồi. Máy cắt mình chưa được cái này nè, có máy cắt thì ngon. Súng đẩy sử dụng trọng để hút và đẩy vật. Pháo sáng, công cụ sửa chữa này có rồi, máy cắt thì chưa tìm được. Xưởng đóng tàu mình chỉ làm được 2/3. Đây là chết rồi. Trời ơi, chích một cất kia nó rớt máu quái hồi luôn. Xưởng đóng tàu, ống kết nối dọc, ống kết nối lờ, cửa sổ, bích mặt trời, quảng đồng, titan thạch anh. Các mô đun của tuyển sống khác chỉ có ánh sáng. Máy chế tạo, bể nuôi cá. Bể nuôi cá mình đã làm được khỉ đâu ta? À được bể nuôi cá không nhờ? Bể nuôi cá làm thủy tinh nhân 2 và titanium hả? Ok. Ở lượm ở đám muối này nè. Thủy tinh nhân 2. Ok. Đây con cá này mới nè. Cá vàng lỗ, cá đuôi lỗ. Đi kiếm với thủy tinh coi nào. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Thôi mình không đi về hướng cái tàu nữa đâu. Đi về hướng cái tàu phế lắm. Đi hướng khác. Đi qua hướng khác mình là lại kiếm đồ. Quảng đồng. Nguyên liệu tái chế. Mấy này giờ mình lượm hết. Trong khi có cái cục kia mới có đồ nữa. Không có đồ rồi. Ủa sao mình đi quằn 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 mình lại bu lại cái thuyền. Không hiểu được. Ok, lỡ rồi mình đi lại đi kiếm ít thủy tinh nè. Thủy tinh đâm rồi bên đây đầy luôn, mấy con cá nó nhả nè. Trứng sinh vật biển. Táo nhớ biển. Ôi ôi. Gì đây? Cá chỗ này nhóc luôn các bạn ơi. Đây một cục. Đá thì đá thường rồi.
Lại mò qua cái tàu nữa rồi má ơi. Ây da, chạy không kịp, đồ khốn nạn. Tao qua tao đập cái ổ mày luôn. Chạy thế là không lại nó. Đậu phòng nó mình đã chạy rồi đó. Có đâu quên không, lấy luôn. Có chạy rồi mà. Có thấy tên không, có xin lại không coi. Mình đi hang này mình vô lần rồi. Hang gì mà bom cùng cấp không vậy. Chú vô luôn. San hô khổng lồ vô luôn. Tại đây đây một cục. Ngon quá. Trong đây là cái gì đây? Bon. Tên đâm quái ta. Đây là hướng tàu phải không? Ok, mình sẽ đi về hướng kia. Không đi về hướng tàu nữa. Đi về hướng tàu phế quá. Đổi hướng thôi. Quên cứ đặt mặt pin gì hết, pin sao dùng trời. Mình thấy lạc, mình đi, mình khép mình sao mình quay mà lại về cứ cái này, mình bực mình ra. Ờ mình đi về hướng hải tiêu cho chắc kèo. Ok, đi về hướng này thấy còn có lý hơn. Đó, đi qua bên đây nè, kiếm đồ nè. Bên kia mình đi nhiều lắm rồi. Chơi qua đây là có hàng chơi liền. Kiếm kỹ vách đá. Ok, đi tiếp. Cái đâm thôi bỏ. Cái này đồng ha, đồng lượm đi. Cái này mình nghĩ nhiều quá. Đây 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 đây. Đậu phộng nó chứ. Bố mày đã chạy rồi. Ơ nữa. Chà nó chứ, mình gặp IS không à. Toan. Ý cái gì đây? Trứng con này hay sao á? Ở phòng gặp mấy con mụ này mình sợ ghê luôn á. Ồ thủy tinh nhấp luôn các bạn ơi. Trời nữa hả? Học coi nha mày. Cái đồ đánh bom liều chết. Ủa mày sợ mày lắm rồi đấy. Tao có đi cấp đồ của mày đâu mà mày quýnh tao hoài vậy. Ủa chỗ này thủy tinh nhiều dữ không. Ôi bảy rồi. Ôi ôi. Ôi đi lên đi lên đi lên. Sắp chết chết đuối nè. Chết cha chết cha. Ô mẹ ơi. Cái này kho tàng thủy tinh luôn. Vô lắc ta. Trời ơi. Thì ra đây là cái ổ thủy tinh. Ủa. What the fuck. Mình nhớ mình đã đi rời hướng cái đảo này rồi mà ta. Sao thấy quái nào mình lại về cái hướng này nha. Không hiểu nổi luôn. Ồ trong cái hang này thủy tinh cung cấp quá trời luôn. Uống miếng nước cái nào. Trời ơi thủy tinh cơ. Ba ô nữa hả? Lượm cho phát luôn. Ê, chết rồi. Thôi từ từ để bữa sau lại tham quan cái chỗ này đi. Tôi đập hết luôn. Tụi mày để vô tụi mày bớt. Đánh bom liều chết chứ tao.
Một đứa. Bố tụi mày. Xong. Ấn tàu ấy rồi. Nghĩa là chỗ này hả? Ok, nhớ rồi đó nha. Thì tên khá là nhiều luôn các bạn ơi. Không biết mình có làm được hồ cá không ha? Hay là phải xây cái gì lên để mới xây được hồ cá nha. Ok, mở nó đi, mình cứ vô nhà tàu nữa. Hai cái. Chuyển đổi hàng này hết đi. Ồ, chỗ này thấy tinh nhóc. Ok, có nước ăn, thức uống đàng hoàng. Uống một cái nào. À, nướng con cá lên. Nướng con cá lên. Game này là game ăn cá hay sao á? Game này chuẩn bài là game ăn cá luôn đó các bạn. À, có gì mới không? Hồ cá. Trong đây đã hiện đấy đâu. Ôi, đồ lặn trong phóng xạ nè. Là mình có rồi. Thế đét nào nhỉ? Hồ cá là bằng gì ta? Mình hồ cá mình đủ đồ rồi, mà mình chưa biết làm thôi. Can. Cái tủ này tủ gì ta? Tủ lạnh hả? Vending machine nè. Máy bán hàng tự động. Máy tèo máy bán hàng tự động. Rồi, bể nuôi cá là mình phải dùng cái chế được cái gì á. Thủy cung nè. Chắc phải học được cái thủy cung nè mới làm được nè. Khiếp. Trời, cá thúi à. Cất bớt đi. Cất luôn cái trứng này luôn đi. Ôi, đi kiếm đồ tiếp tục anh em ơi. Từ từ để xác hình, xác định hướng đi xa con tàu. Rồi, để về hướng mặt trời luôn. Hậu phòng mình phải kiếm được. Ê, mà vô chat radio với sếp đã. Còn có sếp nào tình nguyện đi qua cứu lượm đồ không? Chứ có radio nữa. Từ từ, đi về hướng mặt trời mọc. Ok, hướng này. Hướng này là xa mày nha, mày con tàu kia. Ui, cá mới. Đù. Cá bích. Cá bích này thì cá bích. Ồ, cá bích nhìn ghê nhỉ. Trời ơi. Ở đây thì tinh nhóc luôn. Có cá điên kia nữa kìa. Ôi, phải do khổng lồ. Ghê quá ta. Có lẽ nào ở đây bị chết không nhỉ?
Mà cứ lưu game cái cho chắc kèo. Ây da, con mắc rậy nào cắn tao vậy? Mình đã có cá hổ các bạn, cá bữa mình chặt nó chết á. Tôi thui tôi mò, lưu lại cái đã, mình sợ chết lắm. Ở đây có con cá hổ nè. Phải dùng máy quét. Mảnh vỡ Simon. Ý à, mảnh vỡ con tàu. 293 293. Ý sắp ăn được tàu rồi nha. Kiếm mạnh đó là có tàu rồi. Đó, phải đi chơi xa như thế này mới biết được nhiều thứ mới mẻ. Chơi này. Có gì quét không? Không có gì quét. Bên kia có thủy tinh luôn không? Cảm giác sợ hãi, nhưng chào. Thôi mình lên mình chém con cá voi này thử coi được không. Mình chém á, mình sợ chết quá. Để lưu game trước hẳn chém ha. Chém con này là ăn tới một năm mấy lần mới hết đồ ăn. Mày cắn anh em. Mày cắn ai à? Mày đứng lại, mày đứng lại đó. Đồ khốn nạn mà. Con này da trâu. Gì ta? Gì trời? Các dạng sóc bắn địa. Cây vằn hổ, ngay từ hổ là biết con này dữ quá nè. Hít ô hai cái con nào. Cây vằn hổ, loài cây này đã tiến hóa thích nghi để cảm nhận được những động nhỏ nhất, chứa độ bức xạ 15m. Mày cái độc hả mày? Góp nhiều cây thế. Cây đây. Violet là màu hồng phải không? Hồng hay tím, tím tím chứ. Vô đây. Con này không dịch. Số lượng ít được trồng ở bãi biển. Cái được ghế mày. Mày tao chặt mày luôn. Ơi chặt được luôn cơ. Mình chặt cây này đi. Giết mày luôn. Tao giết mày luôn. Tao giết mày luôn. Cho mày ghê quá. Thôi dùng đi. Chặt luôn, chẳng làm gì. Mình phá quá. Mình muốn chặt chết con cá voi này cơ. Cái lỗ là lỗ gì đây? Cái lượm gì vậy? Ồ, thì ra cục sáng sáng là bạc. Mày cũng giàu lắm á cá voi à. Mày cũng dân chơi lắm á cá voi à. Thì ra là mày cất bạc ở đây hả? Thôi. Ồ, không có vàng. Không có vàng bạc đá quý à. Ở cái gì nữa này? Xách trên trên nhiều con này nhiều cái thứ chơi quá ta. Ở đâu dịch làm biến quá. Con gì sáng sáng đó, tôi qua tao đập nốt luôn nè. Đây đây còn cục nữa. Nhạc lên quặng đồng. Bố mày không thích đồng nữa. Con này ít đồ chơi quá nha. Hết oxy cái nè. Mày bay về cái hòn đảo kia chi mày. Con này chắc nó bay 10 năm mới về được cái hòn đảo. Hòn đảo của mấy con máy bay á. Cục kia đây. Chặt mày được không? Con này như đá rồi. Thôi, anh đi tìm đồ chơi nó đây.
Rồi, chúng ta đã tìm thấy mảnh vỡ cuối cùng. Yes! Ha ha ha! Đã làm được con tàu rồi. Yeah, tập sau mình sẽ làm tàu các bạn ơi. Và bây giờ thôi, chắc mình dừng video ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ ha. Tập này là cái mục tiêu của mình là vô mình giết con cá mập á. Nhưng hồi nãy thì mình đã giết thành công và chúng ta đã đi xa. Tập sau thì mình sẽ làm tàu thám hiểm cho các bạn xem nha. Bye, hẹn gặp lại các bạn.